Ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt nghi phạm sát hại người đàn ông tại thành phố Tân Uyên một cách dã man. Nạn nhân bị tấn công với nhiều vết thương, đứt lìa nhiều rẻ sườn và đã tử vong. Nghi phạm là CMP, 19 tuổi, quê Hà Giang đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 9, B ăn nhậu tại một phòng trọ thuộc phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đang xác định danh tính. Hai bên lao vào đánh nhau. Một người bạn đã đưa cho P hung khí để tấn công nhiều nhát vào bụng và lưng của đối phương. Người đàn ông bị tấn công được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ án, P bỏ trốn bị công an tổ chức truy bắt. Còn người bạn đưa hung khí cho P đã bị tạm giữ ngay sau đó. P.